Bộ phim The Simpsons, những tiên đoán rùng rợn cho tương lai. The Simpsons là một bộ phim hoạt hình vô cùng nổi tiếng của Mỹ, bộ phim nổi tiếng trên toàn thế giới và có tầm ảnh hưởng rộng rãi. Đây cũng là một trong những chương trình được chiếu lâu nhất kể từ năm 1989 tới nay. Điều đáng nói ở đây là rất nhiều các sự kiện trong bộ phim Gia đình Simpsons đã tiên tri chính xác những sự kiện trong đời thực trước hàng chục năm. Vậy bộ phim này đã từng tiên đoán các sự kiện nào đã thành hiện thực và những lời tiên tri nào đang được chờ để được giải đáp? 1. Các sự kiện đã ứng nghiệm của phim hoạt hình Simpsons. Dự đoán chính xác việc xả thải phóng xạ của Nhật. Trong tập phim Under the Dome có ghi lại một cảnh một lượng chất độc được xả trái phép xuống biển. Ngay lập tức, các loài động vật tiếp xúc với nước biển bị nhiễm bẩn đã biến đổi trở nên đáng sợ hơn bao giờ hết. Tưởng chừng sự việc không có ý nghĩa gì, nhưng lại khiến cư dân mạng liên tưởng tới sự kiện nhà máy Fukushima, Nhật Bản xả hàng tá nước thải nhiễm phóng xạ ra biển. Dù chức trách Nhật Bản đã khẳng định lượng phóng xạ trong nước thải không hề gây ảnh hưởng tới sức khỏe con người, thế nhưng dân tình trên thế giới đều cảm thấy lo sợ. Họ lo lắng rằng liệu những động vật dưới biển khi sống trong môi trường nhiễm phóng xạ có trở nên biến dị, biến đổi gen trở thành các hình hài đầy kỳ lạ và đáng sợ như trong bộ phim The Simpsons hay không. Ngoài ra, trong bộ phim xuất hiện một chi tiết khiến chúng ta sau khi xem xong phải giận người, rằng bộ phim đã tiên đoán được Thủ tướng Nhật Bản ăn cá ở vùng xả nước nhiễm xạ. Vào ngày 30 tháng 8, Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida đăng video ghi lại cảnh ông và ba bộ trưởng dùng bữa trong văn phòng Thủ tướng ở Tokyo để xua tan những lo ngại về an toàn trong bối cảnh tranh cãi leo thang trong việc xả nước bị nhiễm phóng xạ. Trong video, các lãnh đạo cấp cao Nhật Bản thưởng thức sashimi cá bơn, bạch tuộc và cá vực lấy từ vùng biển Fukushima, nơi bị xả nước nhiễm xạ. Ông Kishida còn khen cá an toàn và ngon miệng. Sau khi video lan truyền, cư dân mạng thế giới lập tức nhận thấy sự tương đồng với một tập trong The Simpsons. Theo New York Post, đó là tập thứ tư trong mùa 2 của series phim hoạt hình Mỹ mang tính biểu tượng, phát sóng ngày 1 tháng 11 năm 1990. Trong phim, nhân vật Bart, con trai nhà Simpson, bắt được con cá ba mắt tại con sông ở hạ lưu nhà máy điện hạt nhân Springfield. Sau khi thanh tra phát hiện nhà máy vi phạm an toàn vệ sinh môi trường, để tránh nhà máy bị đóng cửa, ông Burns, đang tranh cử vị trí thống đốc bang, đã yêu cầu phát sóng trên truyền hình bữa tối với gia đình Simpson có món chính là con cá đột biến. Người hâm mộ kinh ngạc vì một lần nữa The Simpson chứng minh được khả năng dự đoán trước tương lai, thậm chí trước cả khi sự kiện xảy ra hơn 30 năm. Bộ phim còn tiên đoán về đại dịch Corona cách đây 27 năm. Trong tập phim năm 1993, bộ phim có đề cập đến một loại virus xuất phát từ châu Á. Các công nhân đóng gói trái cây tại Nhật Bản ho, sốt cao, khó thở liên tục và truyền virus tới Mỹ. Chi tiết này được nhiều người nhắc lại khi virus Corona lây lan rộng ra toàn cầu. Bên cạnh đó, chúng ta thấy được những người bị bệnh vẫn cố gắng đi làm và không đeo khẩu trang, dẫn đến dịch bệnh ngày càng lan truyền phổ biến. Điều này khiến cho không ít khán giả tò mò rằng liệu series này còn ẩn chứa những dự đoán nào khác có thể trở thành hiện thực hay không. Không ai dám khẳng định chắc chắn và cũng không thể lý giải nổi vì sao đội ngũ sản xuất lại sở hữu khả năng nhìn thấu dòng thời gian đỉnh như vậy. Đặc biệt, bộ phim còn tiên đoán được việc Donald Trump đắc cử Tổng thống Mỹ. Điều khiến The Simpsons nổi tiếng và được mọi người quan tâm chú ý chính là tiên đoán về việc Donald Trump sẽ trở thành Tổng thống trước 15 năm. Trong tập phim Back to the Future vào thời điểm năm 2000, xuất hiện cảnh phim em gái Lisa Simpson trở thành Thủ tướng mới của nước Mỹ, với hình tượng khá giống với cựu Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton. Và Lisa Simpson đã phát biểu rằng, như các vị đã biết đấy, chúng ta đã được thừa hưởng một ngân quỹ khổng lồ từ cựu Tổng thống Donald Trump. Tại thời điểm những năm 2000, Donald Trump được biết đến như một ngôi sao truyền hình và việc dự ngôn ông trở thành Tổng thống Mỹ trong tương lai là một điều mà không ai có thể tin được. Thậm chí, bộ phim còn vẽ cảnh ông Trump đi xuống thang cuốn và vẫy chào người dân, gần như giống hệt cảnh tượng diễn ra trong chiến dịch vận động tranh cử năm 2015. Tiếp theo, tòa tháp đôi bị tấn công được bộ phim tiên đoán trước đó 4 năm. Trong tập phim The City of New York Homer Simpson, có một khoảnh khắc trùng hợp đã trở thành lời tiên tri huyền thoại mà bản thân Al Jean cũng không giải thích được. Khung hình dưới đây có cảnh Bart Simpson cầm trên tay một tờ quảng cáo tour du lịch thành phố bằng xe điện với giá $9.
chuyến xe đồng thời cũng đi qua tòa tháp đôi nổi tiếng. Hai tòa tháp đôi vừa vặn làm thành số 11, đứng cạnh số 9 tạo thành cụm số 9/11. Nhiều người cho rằng, chi tiết này tiên đoán cho vụ tấn công vào tòa tháp đôi tại New York ngày 11 tháng 9 năm 2001. Disney thâu tóm Fox Century không nằm ngoài sự tiên đoán của Simpson. Trong tập phim phát sóng năm 1998, một nhân vật trong phim đã sáng tác kịch bản cho công ty Fox Century, nhưng phía dưới tấm bảng dựng phía trước trụ sở chính của công ty lại có dòng chữ một đơn vị thuộc công ty Walt Disney. 19 năm sau, Disney thực sự đã mua lại Fox Century với giá 60 tỷ đô la Mỹ. Sự việc trẻ em chui vào chuồng khỉ tại sở thú. Giám đốc sở thú Cincinnati tại bang Ohio, Mỹ là ông Thiên May Nát chia sẻ rằng đã có một cậu bé khoảng 3 tuổi trèo lên hàng rào chuồng khỉ đột rồi ngã xuống từ độ cao khoảng hơn 3 mét xuống hào bảo vệ phía dưới vào lúc 16 giờ ngày 28 tháng 5 năm 2016. Chú khỉ đột có tên là Harambe khi đó đang ở dưới hào đã đi ra, chộp lấy cậu bé và kéo lê khắp chuồng trong vòng 10 phút trước khi nhân viên sở thú phát hiện ra và quyết định rút súng bắn hạ con vật để giải cứu cậu bé. Cậu bé đã nhanh chóng được đưa đến bệnh viện Cincinnati với nhiều vết thương trên cơ thể nhưng tính mạng vẫn an toàn. Sự việc này làm mọi người nhớ đến tập phim Gia đình Simpson đã ra mắt vào 10 năm trước đó. Trong phim, Bart, con trai cả của gia đình, sau khi cho Tinh Tinh ăn kem đã bị con Tinh Tinh lôi vào chuồng vì nhầm Bart là con của nó. Sau đó, Tinh Tinh mẹ đã lôi Bart lên tòa nhà cao nhất trong công viên và chăm sóc. Ngay lập tức nhân viên trong công ty đã mang con thật của Tinh Tinh đến. Tinh Tinh bỏ Bart để nhận con của mình. Nhưng trong khoảnh khắc hai mẹ con Tinh Tinh lao vào ôm nhau thì bị người ở dưới bắn. Cuối cùng, gia đình Simpson tiên đoán được hết tương lai công nghệ thế giới từ 30 năm trước. Trong tập phim Lisa Gedding phát hành năm 1995, vị hôn phu của cô đã ra ngoài và gọi một cuộc bằng một thiết bị khá là thường so với thời điểm bấy giờ. Và đó chính là hiện thân một cách đơn giản của Smartwatch 19 năm sau đó, khi mà chiếc đồng hồ thông minh đầu tiên ra đời. Vào năm 1994, trong tập phim Homer and Up U, Homer được yêu cầu đội lên một chiếc mũ cồng kềnh với một chiếc camera ẩn ở bên trong để giúp họ theo dõi hành vi bí mật cần ghi lại. Và 20 năm sau đó, chiếc GoPro được ra đời, đánh dấu kỷ nguyên phát triển của camera hành trình nhỏ gọn bỏ túi tiện lợi. Lại là tập phim về tương lai khi Lisa cưới chồng, cô và mẹ đã nói chuyện với nhau qua một chiếc điện thoại quay số cổ điển, nhưng lại có màn hình thêm để hiển thị hình lên trực tiếp với nhau. Và tới ngày nay thì điều đó đã là quá quen thuộc rồi. 2. Các tiên tri đang đợi kiểm chứng của Simpson. Có rất nhiều luồng ý kiến về những tiên đoán chính xác trên. Ngoài ra còn nhiều dự đoán trong The Simpson chưa xảy ra như: đầu tiên, Ivanka Trump sẽ trở thành nữ tổng thống Mỹ xinh đẹp và trẻ tuổi nhất xứ cờ hoa. Trong gia đình Simpson, không có tuyên bố trực tiếp nào khẳng định Ivanka Trump, con gái của Donald Trump, sẽ trở thành tổng thống, nhưng đã có nhiều gợi ý về sự kiện này. Đáng chú ý là trong tập phim Treehouse of Horrors 27 phát sóng năm 2016, mùa 28, tập 4, khi Homer Simpson xuất hiện với chiếc áo có dòng chữ Ivanka 2028. Điều này gợi mở một sự kiện tương lai có thể xảy ra trong khoảng 5 năm tới. Cuối cùng, chỉ có thời gian mới có thể xác định liệu dự đoán này sẽ trở thành sự thực hay không. Thứ hai, con người sẽ chinh phục sao hỏa thành công. Trong một tập khác, Margot không vui khi Lisa quyết định tham gia chuyến đi một chiều đến sao hỏa. Để bảo vệ con gái, cô quyết định tham gia. Thậm chí, cả gia đình Simpson đã đăng ký tham gia chương trình của Exploration Incorporated với mục tiêu là thuộc địa hóa sao hỏa trước năm 2026, một kế hoạch có vẻ như đang được thúc đẩy nhanh chóng. Dù cuộc phóng tên lửa không thành công, Lisa và Margot vẫn đặt chân lên sao hỏa vào năm 2051 và ngay lập tức Lisa lại muốn chuyển đến sao Kim. Trong thế giới thực, SpaceX của Elon Musk đang phát triển các chuyến bay đến sao hỏa. Tuy nhiên, để thực sự thuộc địa hóa sao hỏa, dự án này sẽ cần một ngân sách khổng lồ và công nghệ tiên tiến. Thứ ba là thực tế ảo và thực phẩm. Trong Simpson, việc du hành thời gian xảy ra như cơm bữa và không có gì kỳ lạ đối với khán giả lâu năm.
Trong một tập phim khi đi đến năm 2030, chúng ta thấy vợ chồng Homer và Margot thưởng thức món sô-cô-la ảo thông qua kính thực tế ảo và ống dẫn thức ăn. Trong thực tế, nhà hàng Royal Caribbean đang nghiên cứu để mang lại trải nghiệm thức ăn thực tế ảo trên du thuyền của họ, nơi mỗi bữa ăn đưa du khách đến một thế giới mới. Cùng lúc đó, các nhà nghiên cứu ở Đại học Cornell đã khám phá ra rằng việc thưởng thức phô mai trong một môi trường thực tế ảo thoải mái khiến nó trở nên ngon miệng hơn. Cuối cùng là sự xuất hiện của đại dịch zombie vào năm 2030. Trong đó, gây hoang mang nhất hiện nay là việc gia đình Simpson đã có tập phim nói về đại dịch zombie khi con người bất ngờ biến thành xác sống sau khi ăn một chiếc bánh mì hamburger, sau đó ăn thịt lẫn nhau. Và liệu loài người có biến thành zombie hay không? Nếu xuất hiện virus zombie thì quả thật vô cùng đáng sợ. Chắc hẳn có không ít người thắc mắc tại sao loạt phim The Simpsons lại có thể tiên đoán chính xác nhiều sự kiện như vậy. Vậy thì tương lai có thể sẽ xảy ra những việc gì? Lẽ nào trong nhóm sản xuất của họ có một nhà đại tiên tri? Về việc này, nhà sản xuất cho hay trong nhóm chế tác của họ có một số là chuyên gia về địa lý, vật lý, hóa học. Mỗi một lần sáng tác họ đều thảo luận rất kỹ càng và suy nghĩ xem trong tương lai thế giới có thể sẽ xảy ra những sự kiện lớn nào, sau đó đưa các tình tiết vào trong phim. Mặc dù về phía nhà sản xuất đã lên tiếng giải thích, nhưng vẫn có những người tin vào thuyết âm mưu cho rằng những tiên đoán trong The Simpsons giống với bộ bài Illuminati đều là các nhiệm vụ phải hoàn thành và đã được thế lực ngầm lên kế hoạch từ trước. Bộ bài trên được phát hành năm 1995 và cũng đã tiên đoán chính xác rất nhiều sự việc, ví dụ như sự kiện ngày 11 tháng 9, tấn công hạt nhân vào Nhật Bản, đại địa chấn Honshu ngày 11 tháng 3 năm 2011 tại Nhật Bản, dịch bệnh, vân vân. Video của chúng tôi đến đây là kết thúc. Còn bạn, bạn nghĩ sao về những lời tiên tri của bộ phim hoạt hình The Simpsons? Hãy comment ở phần bình luận phía bên dưới để chúng mình cùng thảo luận. Nếu bạn thấy video này hữu ích, đừng quên nhấn nút like, share và subscribe để không bỏ lỡ các video tiếp theo nhé. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.